Hello, gửi anh chị lô đất đầu tư để phân lô được nha anh chị nhé. Có thể phân lô một sào hoặc phân lô nhỏ cũng được. Đó, lô đất của mình có mặt tiền đường nhựa bên này là 101 m, mặt tiền bên kia là 75 m nhé. Hai mặt tiền vuông vức như bánh chưng, đất phủ hồng, có thể phân lô thành 5 m ha. 5 m 1 nha anh chị nhé. Đó, lát sẽ gửi anh chị quan tâm, mình sẽ gửi sơ đồ phân lô cho anh chị. Từ chỗ này mình chạy theo trục đường nhựa này ra đường chính Kim Long Quảng Thành à, đó hơn 1 km. Đây là đường chính Kim Long Quảng Thành, ngay chỗ cầu Hồ Gia Huét. Hồ Gia Huét có điện mặt trời phía dưới nha anh chị. Đi ra đây là trung tâm xã Quảng Thành, khoảng hơn cây số nữa. Từ trung tâm xã Quảng Thành, ở chỗ này có trường học, rồi có chợ, có ủy ban xã. Cặp theo cái đường này qua Hồ Kim Long thì đến đường quốc lộ 56. Đường quốc lộ 56 là đường nối từ thành phố Long Khánh, Đồng Nai thẳng xuống thành phố Vũng Tàu luôn nhé. Là đến đây thì khoảng 5 cây số nữa thì đến trung tâm của huyện Châu Đức. Đây là trung tâm huyện Châu Đức nha anh chị, gồm đó là thị trấn Ngãi Giao. Cơ quan hành chính của huyện nằm ở đây. Từ chỗ này đến đất của mình tổng cộng gần 8 km. Đó, theo cái trục này là trục đường quốc lộ rất là lớn nha anh chị, giao thông thuận lợi, dân cư rất là đông đúc. Đó, mình chạy theo đường quốc lộ này thì có xã Kim Long, thì tương lai xã Kim Long giáp với Quảng Thành cũng đang lên thị trấn ha. Lên tí xíu thì khu công nghiệp đang quy hoạch ở Cù Bị. Rồi qua bên này là sân bay quốc tế Long Thành. Từ sân bay quốc tế Long Thành qua khu Cù Bị khoảng 25 cây, đến đất của mình thì khoảng 30 km. Đó, anh chị thấy không? Đây, khu công nghiệp Cù Bị, ủy ban xã, trung tâm xã Kim Long. Đi vào đường liên xã Kim Long Quảng Thành, đến xã Quảng Thành, đi thẳng tiếp thì hơn cây số nữa thì đến lô đất của mình. Đó. Lô đất này phủ hồng hoàn toàn, có thể phân lô một sào hoặc phân lô 5 m, anh chị quan tâm alo mình nhé.